Chào chú. Chào cậu. Cậu muốn mua bánh gì? Con đến đây để gặp thầy Phan. Con đã gửi thông điệp riêng cho thầy từ lúc còn bên Hàn Quốc, và thầy đã trả lời cho phép con tham gia cuộc thi lần này. Hôm nay thầy Phan không có ở nhà, ngày mai thầy Phan mới về. Vậy thì ngày mai con sẽ quay trở lại. Khoan đã, cậu tên gì? Con tên là Minh Quân. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ơi.